Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Mình là Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh viên khóa 3 của trường EDIC. Mà số sinh viên của mình là COV khóa 1HP016. Ngày hôm nay rất vui mừng khi được quay trở lại với bộ môn Automation Marketing. Ok, thì ngày hôm nay thì mình có nhiệm vụ đấy chính là sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái app mới và sử dụng trực tiếp trên Python. Ok, thì ngày hôm nay thì cái app mà mình muốn giới thiệu cho các bạn đấy chính là cái LD Player. Thì cái player này nó là cái gì? LD player là gì? Nó là một cái giải định điện thoại thì sẽ giúp các bạn có thể tìm rõ hơn trên cái điện thoại này, đặc biệt là TikTok. Đấy, các bạn có thể thấy này, cái giao diện của nó y hệt như điện thoại, cũng nghĩa là nó rất là nhỏ như này thôi. Nó gọi như này, thay vì chúng mình sẽ cồng kềnh trên một cái máy tính rất là to đúng không, thì chúng mình sẽ sử dụng trực tiếp ở trên điện thoại. Đấy, thì tại sao chúng mình lại cần phải giả định điện thoại để làm gì? Chắc hẳn các bạn thắc mắc về cái điều đấy, đúng nào? Thì cái giả định ở điện thoại này nó sẽ giúp các bạn là những thuật toán để giúp bên TikTok sẽ không bị đánh lừa, cũng như là TikTok sẽ